Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy, chư Phật như lai, như hoa yêu đàm rất khó gặp được, trong vô lượng kiếp chưa từng gặp một lần. Trong đời vị lai khi tôi muốn thấy như lai thì sẽ được thấy, chư Phật như lai thường không bỏ tôi, luôn ở chỗ tôi, khiến cho tôi được thấy vì tôi mà nói Pháp không dứt. Khi nghe Pháp rồi tâm ý thanh tịnh, xa lìa xiểm khúc, ngay thẳng không hư dối. Ở trong niệm niệm thường thấy chư Phật tư duy như vậy, tâm đại yên vui, lại nghĩ như vậy trong đời vị lai, tôi sẽ được thành Phật. Dùng Phật thần lực trong tất cả thế giới vì tất cả chúng sinh đều thị hiện thành đẳng chánh giác, thanh tịnh đại sư tử hống không sợ hãi, dùng đại nguyện xưa đi khắp pháp giới đánh chống pháp lớn mưa đại pháp vũ, làm đại pháp thí trong vô lượng kiếp thường diễn nói chánh pháp đại bi giữ gìn thân miệng ý nghiệp, không có nhà mỏi, tư duy như vậy, tâm đại yên vui. Phật tử, đó là 10 pháp đại yên vui của Đại Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này, thì sẽ được trí huệ đại yên vui thành chánh giác vô thượng. Phật tử đại Bồ Tát có 10 pháp vào sâu Phật pháp. Những gì là 10, đó là vào tất cả thế giới đời quá khứ, vào tất cả thế giới đời vị lai, vào vô số thế giới đời hiện tại thế giới hành thế giới thuyết thế giới thanh tịnh vào tất cả thế giới đủ thứ tánh vào tất cả chúng sinh đủ thứ nghiệp báo vào tất cả bồ tát đủ thứ hạnh biết tất cả chư phật thứ lớp quá khứ biết tất cả chư phật thứ lớp vị lai biết mười phương hư không pháp giới tất cả cõi nước chư phật chúng hội thuyết pháp điều phục hiện tại biết pháp thế gian pháp thanh văn pháp độc giác pháp bồ tát pháp như lai tuy biết các pháp đều không phân biệt mà nói đủ thứ pháp đều vào pháp giới mà không chỗ vào như theo Pháp mà nói chẳng có sự chấp trước, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ Pháp này, thì sẽ vào được tánh đại trí huệ thâm sâu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Phật tử Đại Bồ Tát có 10 Pháp y chỉ, Bồ Tát y chỉ để tu hành Bồ Tát hạnh. Những gì là 10? Đó là y chỉ cúng dường tất cả chư Phật để tu hành bồ tát hạnh y chỉ điều phục tất cả chúng sinh để tu hành bồ tát hạnh y chỉ gần gũi tất cả bạn lành để tu hành bồ tát hạnh y chỉ tích tập tất cả căn lành để tu hành bồ tát hạnh y chỉ nghiêm tịnh tất cả cõi Phật để tu hành Bồ Tát hạnh, y chỉ chẳng xà bò tất cả chúng sinh để tu hành Bồ Tát hạnh, y chỉ vào sâu tất cả ba la mật để tu hành Bồ Tát hạnh, y chỉ đầy đủ tất cả Bồ Tát nguyện để tu hành Bồ Tát hạnh, y chỉ vô lượng Bồ đề tâm để tu hành Bồ Tát hạnh, y chỉ tất cả Phật Bồ đề để tu hành Bồ Tát hạnh. Đó là 10 pháp Bồ Tát y chỉ để tu hành Bồ Tát hạnh Phật tử Đại Bồ Tát có 10 pháp phát tâm không sợ hãi Những gì là 10? Đó là diệt trừ tất cả nghiệp chướng ngại mà phát tâm không sợ hãi Khi Phật diệt độ rồi hộ trì tránh pháp mà phát tâm không sợ hãi hàng phục tất cả ma mà phát tâm không sợ hãi, chẳng tiếc thân mạng mà phát tâm không sợ hãi, phá tan tất cả ngoại đạo tà luận mà phát tâm không sợ hãi, khiến cho tất cả chúng sinh hoan hỷ mà phát tâm không sợ hãi, khiến cho tất cả chúng hội thải đều hoan hỷ mà phát tâm không sợ hãi.